Như Nguyễn và Thu Hương, chào mừng các bạn đến với chuyên mục đáp thành số 486. Chúng ta qua hỏi đáp hôm nay 486, câu hỏi đầu tiên 5546. Em là nam, em có một vấn đề hơi tế nhị một xíu, anh Duy có thể chia sẻ cách mặc áo phông bó mà không bị hằn cái đầu vú của mình lên không? Em thấy bị hằn lên thế trông xấu quá mà chả biết làm như thế nào. Áo phông là áo gì em? Áo sơ mi hả? Áo thun á, áo body á. Áo body hả? Thì bạn mua những cái áo nó dày dày vải lên thì nó không thấy. Còn bạn mua những cái áo mà nó mỏng quá thì đương nhiên là phải thấy rồi bạn. Những loại vải mỏng và màu sáng thì nó sẽ thấy. Còn không á thì nó rộng chút xíu ở chỗ đó. Nó rộng vừa nó căng phần trên nhưng phần dưới nó không căng là người ta cũng thấy bạn có ngực rồi. Đôi khi có một số bạn nam á là thường các bạn nam tập gym là rất là thích mặc áo body. Giống như khi đi chơi với người yêu mà thấy cái đó lộ ra thì lúc là nhìn nó không có hay thật. Nên là các bạn chú ý là chọn cái loại vải nó xịn một tí, vải nó có độ co giãn và nó dày dặn một tí. Bạn đừng có đi siêu thị mua áo lót rồi mà mặc thì nó vải nó mỏng quá. Câu hỏi 5547, anh Duy ơi giúp em với chuyện là em đang bend dress thì vai em tự nhiên cái kêu rắc cái một tiếng xong. Rồi xong. Em thấy nhức nhẹ nên em tập nữa, xong khi về lại thấy vai mình không ổn. Chứng thường rồi. Nên em nghỉ cho khỏi rồi tập lại. Nhưng một tháng rồi mà em chưa hết nên em đi khám bác sĩ thì qua chụp phim bác sĩ lại nói không bị gì hết, chỉ cho thuốc. Tới cả tháng sau em vẫn chưa hết nhưng đi khám lại bác sĩ cũng nói xương em bình thường, chắc do em dáng quá sức thôi. Em lo quá anh ơi, không biết phải làm sao. Em đã nghỉ tập 2 tháng rồi nên cũng nhớ tạ quá. Không biết phải đến bao giờ mới được trở lại với niềm đam mê. Bạn cứ đi tập đi. Bạn cứ đi tập bình thường nhưng mà tập những cái động tác nào nó đau ở vùng này thì kiêng. Không tập những động tác đó, tập những động tác khác. Riêng mà cái chấn thương cơ vai đó, chấn thương vùng vai, cơ vai, khớp vai nói chung đó thì bạn đi khám đôi khi sẽ không ra được. Tại cái này là chấn thương do mình tập luyện mà. Nó không có lệch khớp, nó cũng chả có mẻ xương. Nên bạn chụp hình đó thì đương nhiên bác sĩ nhìn đâu ra gì đâu. Đó, nên cái vấn đề này thì anh cũng thấy nhiều trường hợp rồi, nên cũng kiêng hơi bị lâu á, 6-7 tháng rồi nghe bạn. Còn bây giờ bạn đến phòng gym bạn tập những cái bài khác không liên quan tới vùng này, hoặc là tập những cái bài liên quan tới vùng này nhưng mà nó không đau thì tập được. Còn nếu mà bài nào đụng vô nó ê đó là kiêng. Tập luyện nhiều. Câu hỏi 5548, chào anh Duy, em năm nay 19 tuổi. Em tập gym được 5 tháng, lịch tập của em hiện giờ như sau: thứ hai ngực bụng tay sau. Rồi. Thứ ba lưng xô tay trước. Rồi. Thứ tư vai cầu vai. Thứ năm em đá bóng cường độ cao 2 tiếng. Vì em là dân đá bóng lâu năm nên cơ chân khá chuẩn, ít khi tập thêm bài chân. Đúng rồi. Thứ 6, ngực tay sau bụng. Ngực tay sau bụng. Ừ. Thứ 7, vai cầu vai. Rồi. Lịch tập của em như vậy đã ổn chưa? Ổn, lịch tập của bạn cũng tương đối, nhưng bạn đá cái cầu vai qua bữa lưng đi bạn. Tại vì cái cơ cầu vai là cơ nó liên quan tới lưng nhiều hơn so với vai. Đó, rồi bạn không tập chân thì anh cũng đồng tình thôi, nhưng mà bạn phải tập bài deadlift nha. Để cho bạn có độ khỏe tương đối. Tại vì trong giang hồ thì có hai bài nó có độ khỏe tương đối mà mình cần phải quan tâm, đó là thứ nhất đó là bài chân và bài squat đó, và thứ hai là bài deadlift. Mà bạn không tập squat tại vì bạn đá banh rồi thì thôi ok, nhưng mà bạn phải tập bài deadlift để cho bạn có một cái độ khỏe. Đó, vậy là ổn. Em có một thắc mắc là em đã tập 5 tháng nhưng tay vai bụng lên khá nhanh. Rồi. Nhưng mà ngực lại rất là chậm. Ngực cứ... còn thua cả những đứa tập sau. Em xem video hướng dẫn của anh khá nhiều nên cũng tập đúng kỹ thuật. Em không biết do quá sức hay cơ lặn không nữa, anh tư vấn giúp em. Chắc nó lặn rồi đó bạn. Bạn cứ tập hết trách nhiệm đối với nó, mà nó không lên, nó lặn rồi. Nó lặn kệ, nó lo mấy cơ khác. Có thể nó không to bằng những người khác nhưng mà đối với mình thì nó cũng phù có hợp. Tiến bộ chút đỉnh. Nó cũng có phù hợp và cũng có một sự cân đối, nó không có phải là mất tự nhiên. Bạn lấy tay mà rờ cho coi nó có dày được cục nào không bạn. Câu hỏi 5549, anh Duy ơi sao họ kêu uống bột ngũ cốc giảm béo mà em thấy đường trong ngũ cốc khá nhiều, vậy sao lại giảm béo được? Nói chung ngũ cốc giảm béo là ngũ cốc mà ngũ cốc nguyên hạt các bạn. Cái dạng ngũ cốc chưa qua chế biến á. Còn bây giờ cái bột ngũ cốc người ta bán siêu thị cho bạn á là giống như chế biến từ lưa hết trơn rồi, nó bỏ đường trong đó rồi. Nên không còn là nó gọi là em không còn là em ngày hôm qua nữa đó. Nó gọi là em đã trở lại mà tệ hại hơn xưa đó. Rồi. Mà cố gắng ăn ngũ cốc mà nguyên hạt nha. Ngũ cốc mà dạng ngũ cốc mà nguyên thủy á. Câu hỏi 5550. Chào anh Duy, chị Hương và toàn thể ban biên tập. Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ, khỏe mạnh và ý nghĩa. Em tên Đức Hiếu. Trước tiên xin phép giới thiệu về bản thân đôi chút, mong mọi người không phiền. Cách đây 3 năm vì tính ham học cầu tiến và ham làm mà bỏ quên bản thân mình. Em gầy gò lắm, cao 1m73 mà chỉ vỏn vẹn 62kg.
Em hay bị cha mẹ và bạn bè cười nhạo lắm. Mọi người lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt coi thường, thậm chí bị kêu là vô dụng nữa cơ. Em cảm thấy buồn và thất vọng. Sau đó em tìm đến gym và chính gym đã thay đổi em, mang em trở lại lợi hại hơn xưa. Lợi hại hơn xưa là hương thêm nha. Em tập và ăn uống rất nhiều sau 2 năm rưỡi gắn bó với gym như cuộc sống thứ hai. Giờ em đã được 77kg rồi. Thế là bạn quay trở lại với cuộc sống. Lên rồi đó nha. Quay trở lại với cuộc sống thứ hai. Em thấy tự tin hơn nhiều lắm. Nhưng mà khi được như vậy thì nó lại thêm cái vấn đề khác. Một hôm khi đi bơi cùng gia đình, mẹ em bảo: sao tập gym gì mà mấy năm trời mà chỉ được cái to xác chả có múi nào. Trước đây em cứ nghĩ cứ cắm đầu tập 1 không được thì 2, 3, 4 năm là sẽ đẹp và nét như những người khác, nên nghĩ sao thì đáp mẹ như vậy. Đến khi một hôm có anh trong phòng tập vô tình coi video anh Duy chia sẻ tập mắc OT, em hiếu kỳ xin cái link về coi, thì em bắt đầu biết đến thể hình online. Anh Duy và chị Hương là một con ếch thiển cận, thiếu hiểu biết là em. Là sao? Anh Duy, chị Hương và một con ếch thiển cận, Hương xin lỗi Hương đọc sai, là anh Duy, chị Hương và một con ếch thiển cận thiếu hiểu biết là em. Hô cho to, 2 năm rưỡi gym cũng chả có gì là nhiều cơ bắp. Do tính cầu tiến nên em rất vui vì bây giờ em đã có thêm nhiều kiến thức về gym và có thể cải thiện bản thân. Và giờ đây em có 3 câu hỏi kính gửi đến anh chị và ban biên tập. Hiện giờ em cao 1m73, nặng 77kg và đây là thực đơn một ngày của em đã dùng được 1 tuần. Sáng 7 giờ một hộp xôi gà, nửa muỗng premium mascarpone pha chung với một muỗng Prostaway cùng 500ml nước và một viên CLA 1000. Trưa 12 giờ một chén cơm trắng 100g và một tô rau xanh salad cà chua dưa leo, 200g thịt ba chỉ luộc, 6 cái lòng trắng trứng, 1 ly nước ép bông cải xanh, cà rốt, gừng. Rồi. Một viên CLA. Rồi. Bữa trưa của bạn sao mà nó đa dạng như thế? Rồi. Phụ, bữa phụ 3 giờ 2 trái chuối và 1 muỗng premium mascarpone. Rồi. 3 rưỡi nửa muỗng Riocao. Rồi. 1 viên Lipo 6, 500ml nước. Rồi. Em tập từ 4 đến 5 giờ tiêu thụ được gần 2 lít nước, cardio 30 phút, đến 5 rưỡi và dùng 1 muỗng Postaway. Rồi. 6 giờ em đi làm thêm, tối 7 rưỡi ăn đồ ăn tại chỗ làm, nửa muỗng premium mascarpone pha chung 1 muỗng Postaway cùng 500ml nước và 1 viên CLA mang rồi theo. 11 giờ làm về, 1 muỗng mascarpone và đi ngủ. Rồi. Em cũng chỉ mới biết về thể hình online cũng như các giáo án và thực phẩm bổ sung, nên em chọn giáo án cutting giảm mỡ 6 buổi một tuần. Em mới dùng tất cả các thực phẩm bổ sung trên cùng lúc với thực đơn là 1 tuần. Vậy theo anh, thực đơn em như vậy có tốt không? Vì mới biết đến thể hình online nên chưa biết tính toán ra sao, và em chọn giáo án có phù hợp không? Giáo án của bạn thì cũng phù hợp, anh dùng từ cũng thôi. Nhưng mà thực đơn của bạn là không điểm. Thực đơn của bạn anh không cho được điểm nào hết đó bạn ơi. Tại sao nói chữ cũng phù hợp ở cái giáo án này? Thì bạn tập thể hình cũng lâu rồi. Mà mục tiêu của bạn giờ anh biết là bạn muốn giảm mỡ, giảm cân đó. Thì anh thấy bạn cũng hơi bị bự rồi. Anh dùng chữ bự á là anh dùng lịch sự đó. Chứ còn dùng chữ gì thì chắc bạn hiểu rồi. Đó, tại vì bạn giờ là hơi bị gọi là chứng đốn BMI là người bị béo phì rồi nha bạn. Chứng đốn BMI thì vô tình lắm bạn, chỉ lấy cân nặng chia bình phương chiều cao mà ra khoảng chừng là trên 25 là chứng đốn béo phì rồi. Anh là béo phì nhẹ thì bạn phải béo phì là cái chắc. Nghĩa là anh không phải là béo phì mà anh nhìn anh thô lắm, em biết không? rồi thô rồi, chấp nhận rồi. Bây giờ quay lại cái giáo án nè. Giáo án của bạn tập thì bạn nên tập lean body đi. Tại sao anh nói vậy? Tại vì lean body nó không mất đi bản sắc của bạn. Đúng không? Cái gì chứ hai cái bản sắc nó quan trọng bạn. Ví dụ một câu lạc bộ đá banh mà muốn tồn tại nó phải có bản sắc của riêng nó. Một bài nhạc nó phải có một cái bản sắc, bộ phim nó phải có bản sắc, và THOL muốn tồn tại phải có bản sắc của THOL. Thì bạn tập tạ bao lâu rồi thì chắc là bạn cũng phải thích rồi, tập nó mạnh mẽ rồi, nói chung là nó cũng phải có cường độ chút đỉnh. Đó thì anh nghĩ là lean body nó sẽ giữ lại cái bản sắc cho bạn. Mắc OT thì cũng được, nhưng mắc OT thì nó sẽ không giảm mỡ được. Nó không giảm mỡ tốt và hiệu quả như lean body đâu. Cái thứ hai là bạn này đang giảm mỡ mà dùng hạ dòng tăng cân. Thì từ từ, anh đang nói vấn đề tập luyện thôi. Anh đã nói cái thực đơn mà là không điểm rồi, không chấm được chỗ nào rồi đó. Tăng cân mà lại còn kết hợp với giảm mỡ nữa. Rồi giờ qua cái thực đơn này, giống như Thương nói là bạn dùng thực phẩm bổ sung sai bét. Bạn dùng lipo 6,
bạn dùng COA thì anh chấp nhận, tại vì bạn đang muốn giảm mỡ. Nhưng mà bạn muốn giảm mỡ, tại sao bạn dùng mask cao năng lượng bằng các premium mask gainer là mask cao năng lượng? Bạn phải lập tức bỏ ngay. Thậm chí ai mua bạn bán lại đi, bán có lỗ chút đỉnh cũng phải bán. Còn thằng whey protein thì miễn cưỡng để lại được, riêng thằng mask không xài được. Rồi ăn á, thì bạn ăn nào là cơm trắng, ăn 2-3 chén nữa, ăn nhiều quá 100g. Ừ, ăn nhiều, bạn nhiều cơm trắng vậy bằng làm màu thêm cái khoảng mà xay sinh tố, nước ép bông cải tùm lum hết nè. Đó, nên những cái hành động này thì thật ra nó cũng không thật sự cần thiết trong thực đơn này. Nó tóm lại, thực đơn này bạn phải đổi. Thứ nhất, về mặt nguyên tắc, hạn chế tinh bột. Mà cụ thể là cơm trắng của bạn nữa, bạn ăn xôi đi bạn. Bạn đã giảm cân mà, ăn xôi đi đỡ hơn cơm trắng. Bạn ăn xôi, bạn ăn với đồ ăn vẫn được nha, chứ không có nghĩa là ăn xôi là phải ăn xôi không. Thì bạn có xôi gà buổi sáng rồi đó, xôi gà, nhưng mà mấy cái này là chớ nè. Thứ nhất là pate hay là mấy cái gì mà làm từ dầu mỡ nhiều á là hạn chế. Rồi thì phần bổ sung á, như anh nói nãy là bỏ cái maskener đi, bạn giữ whey protein là được. Còn nếu mà sau này bạn sử dụng hết whey protein rồi thì bạn chuyển qua lean body, bạn kết hợp với cái stack giảm mỡ thì là quá đẹp đó. Bạn dư tiền mà mua thêm được cái reward cao nữa là quá sướng đó. Còn cố gắng ăn sạch, bạn hãy lên YouTube, bạn theo dõi cái video, chùm video là giáo án lean body nâng cao. Bạn lên Google cái search đi, bạn lên bên YouTube bạn search là giáo án lean body nâng cao THO là, hoặc là thể hình online, nó sẽ ra cho bạn một cái playlist gồm có 7 video. Bạn tu hết 7 video đó, bạn luyện không hết 7 video đó là bạn lên một tầm cao mới, cả về tập luyện, cả về nhận thức dinh dưỡng luôn. Ý tiếp của bạn là sắp tới sẽ dành thời gian đến thăm thể hình online. Không biết là anh chị có thường trực tại đó không, vì em muốn đo body test và tư vấn trực tiếp. Em xin lỗi vì phần mình quá dài và xin chân thành cảm ơn anh chị và toàn bộ ban biên tập thể hình online đã cho em thoát khỏi con ếch ngồi dưới giếng và tìm được thêm mục tiêu mới. Em xin bổ sung câu hỏi là sáng em đi học khá nặng nên không ăn được bữa phụ. Hiện em là sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tối em là đầu bếp ở một nhà hàng Âu lớn nên công việc khá mệt. Em xin hết và xin lỗi vì sự thiếu sót. Rồi bạn là sinh viên học y dược đúng không? Thì bạn phải luyện thêm cái kiểu là kiến thức về dinh dưỡng, nó sẽ phục vụ, nó sẽ hỗ trợ bạn rất là tốt trong cái đề tập gym này. Kiến thức về dinh dưỡng nha, dinh dưỡng mà đi sâu dinh dưỡng luôn sẽ là rất tốt. Rồi ý thứ hai là cái ý trên của bạn là bạn hỏi là anh chị có thường trực ở đây không, thì nói chung là cũng vạn sự tùy duyên bạn ơi, công việc không biết được, không biết được trước. Có khi một ngày đó anh lăn lê bò lết ở ngoài phim trường, ngoài hiện trường, ở ngoài đâu đó, hoặc là đi đâu đó gặp khách hàng, hay hoặc là làm những công việc gì của công ty, không biết trước được. Còn Thu Hương thì cũng có những công việc riêng của mình, mà đôi khi Thu Hương thì cái khoảng thời gian ngồi ở văn phòng thì nhiều hơn anh. Còn tất nhiên khi bạn đo immunity test ở THOL thì những cái bạn BT ở đây, anh tạm gọi từ BT thôi, đủ nội công để tư vấn cho bạn, yên tâm vấn đề đó. Không ai mà thiếu nội công không tư vấn nổi cho thậm bạn. Thậm chí một bạn mà gọi là chạy vặt ở THOL là bạn Duy Phan, mà nội công về immunity cũng khá cao. Mặc dù body của bạn thì cũng ở cái mức gọi là so với các bạn thì chả là gì, nhưng mà so với Duy Phan ngày trước thì có một cái bước tiến rất là lớn. Duy Phan ngày trước đó là cái như bạn đo immunity test mà cái ống mở nó nhảy ở đâu không thấy, nhảy ra khỏi tờ giấy luôn các bạn. Nó nhảy ra khỏi tờ giấy luôn, mà giờ kéo vô từ từ được rồi. Duy Phan giảm mấy chục ký rồi đó bạn. Câu hỏi 551 bổ sung 550. Tôi cũng chẳng hiểu là bổ sung như thế nào. Cái đó là bên biên tập chú thích, anh cũng đâu hiểu đâu. Câu hỏi 552. Tôi xin lỗi, để Hương xem lại. Câu hỏi 550, câu hỏi 551 bổ sung 550. Vẫn là câu hỏi của bạn này. Thì cứ đọc 552 đi. Câu hỏi 552, em chào anh Duy và chị Hương. Anh Duy cho em hỏi là nếu em mới tập thì em bỏ qua phần lưng để về sau tập thì có sao không? Tại em thấy lưng tập khó quá, mấy nhóm cơ còn lại thì em tập đủ hết. Có chứ bạn, thì bạn bỏ phần lưng đi, bạn tập về sau, bạn tập thì thời gian sau bạn sẽ tốn thời gian bạn học là phần lưng nữa. Còn bây giờ bạn học, bạn chịu khổ, bạn học một lần thôi, sau này bạn cứ thế bạn tập. Thì cái sau đó là vậy đó. Thì cái kia đó là trình độ cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi. Rồi xong rồi qua cái lưng quay lại trình độ lớp lá. Câu hỏi 5553. Chuyện là em mới mua Maxomat được 2 tuần, nhưng từ khi uống em cảm thấy người mình nóng hơn hẳn, hay cáu gắt với những người xung quanh. Anh Duy giải thích giúp em. Và còn một ý nữa, em dùng Max lúc bữa phụ ăn kèm với thức ăn nhẹ thì có tốt không? Do uống không thì hơi ngán. Cảm ơn anh chị. Cái ý thứ hai là ok, bình thường dùng kèm bữa phụ ăn nhẹ là được. Còn ý đầu tiên có mình bạn có thêm, chưa gặp ai phàn nàn vấn đề mà uống muscle mass xong mà nóng hơn nha bạn. Nóng tánh đó. Anh chưa thấy ai phàn nàn hết. Thu Hương thì không biết có nghe ai phàn nàn về vụ này chưa. Hương chưa. Có vậy không biết là bạn đã tập lâu chưa?
Thường mà nam giới tôi thấy là tập gym á, mà họ phát triển tốt á, là cái testosterone của họ cũng rất là cao. Vậy là họ sẽ đàn ông hơn, dứt khoát hơn, lập trường hơn, mạnh mẽ hơn. Mà trong cái mạnh mẽ thì nó cũng có những cái mà nó quyết đoán hơn và nó nóng tính hơn. Thì cái chuyện đấy là ở gymmer nam là có xảy ra bạn. Cái đó là do test cao, nó test cao, testosterone nó cao khi ta là một cái sản phẩm tất yếu trong quá trình tập luyện thể thao. Còn cái vấn đề không phải là dùng muscle mass mà nóng tắm thôi nha bạn. Này chắc bạn hơi bị chủ quan chỗ nào đó rồi. Câu hỏi 554. Chào anh Duy Manly và chị Hương xinh xắn, anh Duy cho em hỏi bài tập vai sau giống bài military press nhưng để thanh đòn ở phía sau. Xin lỗi anh, do em không biết tên bài đó. Em nghe nói bài đó có nhiều PT nhầm lẫn là vào vai sau, nhưng thực chất là không vào nhiều nhưng dễ gây chấn thương, là đúng không anh? Riêng anh thấy bài đó thế nào? Nói chung cái vụ án mà cái bài đó mà gây chấn thương là anh phát động đó bạn. Đúng không? Anh phát động bài vụ đó đó. Vai sau này, ở đó, anh là người bài trừ cái bài đó đầu tiên ở Việt Nam. Anh không biết đầu tiên không, nhưng mà nói chung bài đó là anh đọc bài trừ rất là mạnh. Mà bài trừ bao nhiêu năm nay rồi thì cũng gây thù chuốc oán với rất là nhiều người không cùng quan điểm với anh. Nhưng mà đối với anh đó thì hai chữ quan điểm thôi, cùng quan điểm hay không cùng quan điểm đâu cần phải gây thù chuốc oán đúng không? Rất đơn giản, anh thích định tập, cá nhân tôi không tập. Và ai đến với phòng tập của tôi có trách nhiệm tôi chỉ, vậy thôi, tôi chỉ người đó không tập bài đó. Sau này người tập ở phòng này mà bắt đi công tác đi qua phòng khác thì nó xảy ra cái mâu thuẫn vậy đó, chuyện như vậy. Thì bài đó là rất là dễ chấn thương nếu mà tập nặng như bạn, mà thực tế rất nhiều người tập nặng bị chấn thương rồi. Cái này là có cả lý thuyết và có cả thực tiễn nữa. Tại sao khi bạn tập như vậy cái khớp vai của bạn nó bị lóc, cái người của bạn nó bị khóa toàn bộ, thấy không? Khi mà bạn đẩy về trước, mà tưởng tượng đi, bạn đẩy về trước, người bạn nó free quay, nó còn lên xuống, nó còn nhịp nhàng là chút đỉnh, còn bạn đẩy cái đòn phía sau là người bạn sau mà bạn lên xuống được bạn, nó phích cứng ngắc vậy, cái cột sống bạn nó chịu một đường thẳng. Thứ nhất là áp lực cột sống, và thứ hai nữa là áp lực cái khớp vai của bạn bị khóa, bị bật rồi cái sao nó khóa vậy. Khi bạn đẩy nặng quá, khi bạn đẩy nặng thì bạn sẽ bị méo, ai cũng vậy thôi. Bạn đẩy nặng bạn sẽ vẹo bên này, bạn vẹo bên kia, bạn đẩy rụp một cái là khi mà ví dụ như cái bạn đẩy vai trước mà nó đè bạn, bằng chọi cục tạ bằng lùi sao bằng né được, con này mà nó đè bạn mà làm sao bằng né, bạn lật cái tay bạn lật ra sao bằng dục cục tạ đó còn chấn thương ác nữa. Nên thực tế là bài này rất nhiều người gặp chấn thương rồi, và lý thuyết là dựa vào những cái điểm phân tích của anh hồi nãy nó dẫn tới chấn thương cho bạn. Còn nó xét về độ hiệu quả thì nó chỉ được cái là nó cảm giác căng. Tại sao căng? Tại vì nó khóa là nó căng thôi, đơn giản. Khi bạn khóa một cái gì đó thì bạn sẽ bị căng. Giống như bây giờ cô nữ cảnh sát xinh đẹp đi bắt cướp đúng không? Cái tay của hạng cướp lúc bình thường đâu căng gì đâu, mà bị cô nữ này khóa một phát một bạn thấy căng không? Còn nếu giờ bắt đầu hàng không? Không đầu hàng, khóa chặt cái nữa căng nữa. Đó, thì khi một cái gì đó nó khóa thì nó căng, chuyện đó là chuyện rất là bình thường, không phải là gì mà gọi là hiệu quả cả. Đó, nên mà xét về đường đi của cơ đó thì nó sẽ ngắn rất là nhiều so với để cái đòn phía trước. Còn về vai thì nó vẫn ăn vào nguyên cái vai thôi, chả có vai sau gì đây cả. Câu hỏi 5555. Em tên Phi, năm nay 27 tuổi, lời đầu tiên cho phép gửi lời chúc đến Media Team và anh chị nhiều sức khỏe, cũng như tập đoàn BBT phát triển ngày càng vững mạnh. Em cao 1m6, nặng 50kg, em theo gym và tìm hiểu được một thời gian, cũng không ngắn, cảm thấy mình còn khá gầy. Tuy có ăn uống đầy đủ nên em quyết định dùng thực phẩm bổ sung Supermass Gainer tại BBT để cải thiện cân nặng. Như trong số những mục hỏi đáp trước thì anh Duy có chia sẻ là dòng mass này cũng như muscle mass khi mix chung với sữa là một sự kết hợp tuyệt vời và cũng tùy cơ địa mỗi người có bị dị ứng hay không. Em muốn hỏi anh một vấn đề hơi tế nhị, chuyện là em thường có thói quen đi nặng mỗi sáng thức dậy. Sau khi em sử dụng thì em lại khó đi nặng hơn. Em chắc chắn là do uống nên mới bị. Em đã test. Sau khi uống thì không có cảm giác đau bụng hay triệu chứng gì khác, chỉ là khó đi nặng vào sáng sớm, có khi ra máu. Khi pha với nước thì đi bình thường. Nên vấn đề em muốn hỏi là liệu em có nên mix chung với sữa tiếp hay không, hay chỉ pha với nước thôi. Nếu em chuyển dùng Masomat, liệu có triệu chứng tương tự không? Em xin chân thành cảm ơn. Giờ vậy nha bạn, cái chữ đi nặng của bạn thì anh cũng không hiểu là đi gì. Nói chung là anh hiểu cái vấn đề bạn đang gặp một cái khó khăn, một cái trở ngại khi mà pha. Đi nặng là đi đại tiện á. Thì anh cứ nói thật ra thì anh trả lời câu hỏi này vẫn được, với điều kiện anh chả không biết cái chữ đi nặng là cái gì. Anh chỉ biết bạn đang bị một cái vấn đề nào đó về sữa muscle mass, ủa super mass pha chung với sữa tươi đúng không, mà chỉ pha chung sữa tươi bị, pha nước không bị. Thì bây giờ để giải quyết thì sao? Giải quyết thì giờ pha với nước thôi bạn.
Thì cái đó là do tác động của sữa tươi nó không có phù hợp với cái hệ tiêu hóa của bạn. Giờ pha với nước thôi. Còn sữa tươi đó, giờ bạn làm thêm một thí nghiệm nữa, bạn pha với nước uống riêng, sữa tươi uống riêng, coi nó có bị không. Nó bị nữa, bỏ sữa tươi luôn mà. Thì bạn đã nói là bạn đã test rồi, thì bây giờ pha với nước thì không sao. Pha với nước uống riêng, xong rồi sữa tươi uống riêng. Thì khi mà cái khoảng thời gian mà nó sẽ xa như chút đỉnh, nó vẫn kết hợp được chút chút chứ không phải là không. Đó. Còn bây giờ một ý nữa bạn hỏi, với muscle mass, bạn uống có bị không? Thì anh không biết luôn nha bạn. Cái vấn đề này bạn phải thử mà mới biết được, tại cơ thể của bạn thì nó hơi khác người bình thường. Thì mình phải thử biết được. Và xin chia sẻ một chút là không biết là bạn có dùng đúng không, mà nhớ là cái trường hợp của bạn á, thì mình dùng chia làm nhiều liều nhỏ uống trong ngày, chứ không phải là uống một lúc luôn 2 muỗng, hay là thậm chí uống 1 muỗng lớn là cũng rất là nhiều. Khối lượng dinh dưỡng và calo trong đó lại cộng thêm sữa nữa, nó sẽ gây quá tải đối với hệ tiêu hóa. Và khi mà mặc dù bạn không có cảm giác sình bụng hay là không có cái cảm giác đầy hơi gì, nhưng mà nó đã ảnh hưởng đến cái vấn đề mà thói quen nền nếp của mình hàng ngày rồi, mà nó còn có máu nữa. Thì vấn đề sữa ở đây nó không có thể là bạn nó không phù hợp với hệ tiêu hóa của bạn. Có thể là nó gây nên một sự quá tải nào trong cái hệ tiêu hóa. Cho nên là mình sẽ bỏ sữa đi và mình pha lại với nước. Và cố gắng là uống nhiều lần trong ngày, chia làm nhiều lần nhỏ uống, cho cái hệ tiêu hóa của mình nó được an toàn và nó đủ khả năng để tải hết và hấp thu hết dinh dưỡng. Rồi giờ anh chỉ với bạn chiêu cuối nè. Bạn này nặng nhiêu ký em? Bạn nặng 50kg. 50kg thôi hả? 50kg giờ chơi vậy. Bạn pha 2 muỗng. Ủa mà cái gì? Supermart hả? Supermart thì 2 muỗng nó to đùng như cái núi. Bây giờ bạn pha nửa muỗng Supermart. Nha, nửa muỗng. Tức là 1/4 liều á. Bạn pha 1/4 liều Supermart với 250ml sữa tươi. Cộng với 250ml nước lọc á. Nhớ nha, công thức là 1/4 liều mix, 1/4 liều Supermart cộng với 250ml sữa tươi cộng với 250ml nước lọc, rồi pha vô uống đi, có bị không. Nếu mà bị nữa thì bạn cũng xài công thức đó thêm tiếp, bạn cộng thêm một cái lát gì đó chua chua, ví dụ như là giờ khóm đi hay là bom gì, bạn bỏ máy sinh tố bạn xay, bạn uống coi có bị không. Nếu mà hai chiêu cuối này bị nữa thôi, quay trở lại vấn đề uống với nước đi bạn. Uống nước cho nó an toàn. Không, nhưng mà mình phải thử chứ. Anh nghĩ là thử hai này sẽ cải thiện. Có thể là bạn pha sữa tươi không thôi, nó cái nồng độ nó đặc quá. Cái nồng độ nó nồng đặc, nó rất là đặc. Tại vì một mà sữa tươi bạn pha có chút xíu mà với bột một chút xíu nữa thì nó chất lỏng nó bị thiếu. Thường là các bạn là một số bạn mà khi pha chung sữa tươi là các bạn cứ hay sử dụng với sữa tươi thôi. Các bạn không thêm nước lọc, cho nên là nó tạo ra một cái gì nó đặc sệt ra. Nó tạo ra cái dung dịch của mình uống nó rất là đặc, và nó giống như nó quá nhiều thứ ở trong đó đi, nó gây nên một cái sự quá tải. Đó, thì hy vọng là những cái option mà Duy vừa đưa đó sẽ giúp được bạn. Vì cái khối lượng dinh dưỡng mà calorie của mát nó rất là nhiều, lại cộng thêm với sữa là khó tiêu nữa, cái sợi lacto rất là dài, rất là dễ gây khó quá tải cho hệ tiêu hóa. Cho nên là nếu mà bạn pha chung với sữa không thì có thể là như anh Duy nói là nó rất là đặc, nó sẽ khó hấp thu hơn. Đó, thì mình có thể sử dụng thử cái công thức của anh Duy, hoặc là nếu không được thì mình quay lại nước lọc nha bạn. Câu hỏi 5556. Hiện tại em có một gói muscle mass nhưng có một ông chú cho em hũ multivitamin. Quốc luôn bạn. Anh Duy thấy nếu bây giờ xài chung với mass thì có dư không? Do là lúc trước anh nói trong mass thì đã có đủ vitamin. Hay là đợi hết mass rồi sử dụng multivitamin, nên uống lúc nào là tốt nhất? Thôi xài luôn đi bạn ơi, chứ giờ mà đợi hết mass thì mình cũng phải thay một cái loại nào đó khác thôi. Đúng không? Bạn đang cần mass thì khi bạn đâu phải cần túi này đâu, bạn cần nhiều túi nữa mà mới lên được, lại cái hũ kia bạn để hoài nó hết đắt sao? Xài luôn đi bạn ơi. Còn cái việc mà multivitamin thì bạn chia làm 2 lần, một lần ăn sáng với lần ăn trưa là ok, ổn. Câu hỏi của bạn cũng đã khép lại chương mục hỏi đáp số 486. Du Nguyễn và Tô Hương xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương mục hỏi đáp số tiếp theo. Dìm dìm, hạnh phúc đời ta không thể vắng xa. Dìm chính là đời, nào đen liệp sức mạnh để chẳng thua. The Melgar cánh tay chàng càng sức sống bạn ơi. Bài tập squat mông cong tôn gian sexy, cơ bắp cứng căng theo nhịp bench press siêu đẳng, nhịp thở đua theo từng bước chạy cardio. Tinh thần hưng phấn ta gập bụng liên tiếp, mạch máu sôi sục barbell rô, zenichita,
sa két sa đơn đậm đà chất nam tính. Này mắc OT super set cùng lên body. Và 45 phút cường độ cao ta năng chính tạo gym. Đây là câu hỏi liên quan đến thể hình và được trả lời giải đáp nhanh chóng. Các bạn vui lòng đăng ký hội viên group Facebook Thầy Ngon Life Fanpage. Chúng tôi không thể giải đáp qua các kênh mạng xã hội. Xin chân thành cảm ơn. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.